Hello, chào các anh em, chào mỗi thằng mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người 10 chai nước hoa mà mình không hề quyết định mua lại thêm một lần nào nữa. Thật ra cái này nó là quan điểm riêng của mình, nó cũng giống như việc mình hoặc là các anh em khi mà gặp một bạn gái nào đấy thì không nhất thiết bạn đấy phải là xinh xắn hoặc là hiền lành con nhà gia giáo là chúng ta sẽ auto thích, mà đôi khi chúng ta lại thích một bạn gái nào đấy có cái chất nổi loạn, có một cái chất rock. Nói chung, nó là một cái quan điểm rất là riêng của mỗi người. Do vậy, nếu như các anh em nào trong xem xong video này mà chẳng may có động chạm đến một trong những chai nước hoa mà các anh em đang rất là thích, đang rất là cảm thấy hài lòng, thì mọi người phải nên hiểu cho mình rằng đây là cái quan điểm riêng của mình. Ok, lên đường. Ở vị số 10 là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani và nó có tên là Acqua di Giorgio Absolute. Mỗi khi mình ngửi chai nước hoa này, mình luôn liên tưởng đến Paco Rabanne Invictus hoặc là Versace Dior Blue, một cái nét nào đấy. Cho nên đối với mình, cái line của Acqua di Giorgio chỉ có Profumo là ok nhất, còn lại Absolute hoặc là Profondo mình không ghét nhưng mình không quá ấn tượng. Do vậy, sau khi sử dụng hết, mình sẽ không quyết định mua lại thêm chai nước hoa này nữa. Đó là vị số 10. Ở vị số 8 đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne Pure Essence. Một cái mùi hương của vani rất là ngọt, nồng. Mùi thì không phải là tệ, nó không phải xuất sắc nhưng không phải là tệ. Cộng thêm hiệu năng mùi rất là ok. Thế nhưng mà mình thấy rằng xịt chai nước hoa này vào mùa đông lạnh ấy, càng lạnh thì nó sẽ tốt hơn. Mà mọi người đều biết bây giờ cái điều kiện mùa đông của mình nó chỉ hơi se se lạnh thôi. Cho nên là mỗi lần mình xịt chai nước hoa là mình cảm thấy khá là nặng đòn đối với mình. Do vậy, nếu khi sau mà sử dụng hết chai nước hoa này thì mình sẽ không mua thêm lại chai nước hoa này nữa. Đó, Paco Rabanne Pure Essence. Ở vị số 8 là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo Uomo. Chai nước hoa này có mùi hương của tiramisu, một mùi bánh ngọt ngào. Anh em nào nếu mà là một fan cứng cựa của gourmand, mùi hương của thức ăn, mùi hương của ẩm thực, thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này rất ok. Mà đối với mình thì mình thích mùi cà phê hơn, mùi dạng kiểu cappuccino. Đó, dạng như kiểu chai Rochasman này à, mình để đây, không biết để đâu. Đại khái là mình thiên về mùi cà phê sữa ngậy hơn là mùi bánh. Do vậy nếu mà sau khi xịt hết em này thì thôi, thế thôi, biết thế là đủ rồi. Đó. Ở vị trí số 7, một sản phẩm của nhà Montblanc, nhưng không phải là Montblanc Legend mà là cái flanker khác của nó là Montblanc Legend Spirit. Mình biết là có rất một số các anh em rất là thích cái phiên bản flanker Montblanc Spirit, nhưng mà đối với mình thì nó không. Mình thích chai đời đầu này, Montblanc Legend này hơn. Lý do là bởi vì mình cảm thấy mùi hương của bản đầu này nó độc đáo hơn, nó không bị đụng hàng. Còn Legend Spirit thì nó là một cái style mùi khá là phổ thông. Chúng ta có thể gặp nhiều, hoặc là có thấy cái nét nhiều, những cái nét tương đồng na ná của rất là nhiều những sản phẩm khác. Ví dụ như là Dylan Blue Invictus, đó. Nó na ná như thế, không hẳn là 100% nhưng mà cũng có nét giống. Thì mình thích phiên bản Ledger này hơn, mùi hương độc đáo, không đụng hàng. Đó, vị số 7. Vị số 6, đó là Roja Elysium. Hoặc là một số chai khác của nhà Roja như là Enigma hoặc là Elysium Perfum. Những chai đấy mình sẽ không mua bởi vì để mình nói qua về phiên bản này. Ở cái phiên bản này có một cái điều mình rất là ghét, đó là hiệu năng mù của nó rất là tệ. Và mình không bao giờ mình chấp nhận cái việc mà mình bỏ ra một số tiền không phải là rẻ mà để sở hữu một chai nước hoa hiệu năng mù thì được khoảng tầm, trên da mình chỉ được khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ. Đấy là không đi lại đấy, ở trong phòng thôi. Thì mình không bao giờ mình chịu chấp nhận bỏ tiền ra để mà mua những chai nước hoa có hiệu năng mù rất là kém như thế. Còn lại ví dụ như bản thân mình cũng được thẩm đâu khoảng 5-6 chai khác của nhà Roja thì mình cũng không quyết định mua một những cái sản phẩm đấy của nhà Roja, bởi vì mùi hương nó không cảm thấy, mình không cảm thấy là nó wow lên như thế nào đấy. Nên là cái này là quan điểm mình nhá, chứ anh em đừng có nghĩ là mình chê bôi gì. Mình cảm thấy mình sẽ không mua thêm một sản phẩm nào của nhà Roja đến thời điểm hiện tại, bởi vì mùi hương nó không đủ lại để làm cho mình phấn khích. Đó, ở vị trí số 5, Thierry Mugler Pour Havre. Có thể anh em thấy ngạc nhiên, đây là một chai nước hoa thuốc lá rất là tốt. Nếu để nói về mùi hương nó rất là độc đáo, nhưng
Quả trái nước hoa này có một cái điểm trừ rất là lớn, đó là hiệu năng của mùi. Trong khi bây giờ đã có rất nhiều những mùi hương thuốc lá về hiệu năng của mùi tốt hơn rất là nhiều, mùi hương không hề kém cạnh Hoa Van, và hiệu năng của nó thì đã rất là tốt. Do vậy mình nghĩ rằng nếu mà để xét về một bài toán về kinh tế thì trái nước hoa này không cần thiết phải mua lại. Đó, ở vị trí số 4 đó là Dior Homme Sport. Đây là một phiên bản trong line Dior Homme, và mùi hương này mình cảm thấy nó khá là, nó không hẳn thiên về sport giống như tên gọi của nó, và nó hơi khó dùng. Theo đối với mình nó hơi khó dùng. Mùa hè thì chắc chắn là dùng sẽ hơi cảm thấy nồng, còn một thu đông thì lại có quá nhiều những phiên bản mùi hương nó ấn tượng hơn. Tất nhiên là có những, mình biết là có những anh em lại thích cái mùi hương của Dior Homme Sport, còn đối với mình cảm thấy rằng mùi hương này nó hơi bị quá nồng trong mùa hè và rất là bình thường trong mùa lạnh. Đó, do vậy thì mình không có ý định mua lại chai nước hoa này sau khi dùng hết. Ở vị trí số 3 là một sản phẩm của nhà Lacoste Lord. Lý do rất là đơn giản, bởi vì mùi hương này nó giống với George Gambana The One, và không cần thiết phải mua lại chai này nếu dùng hết, bởi vì nó giống The One, cho nên mình sẽ không mua lại. Đó, vị trí số 2, So Far Night. Mùi hương này nó vẫn mang cái dáng style mùi đặc trưng của nhà Tom Ford dành cho các quý ông. Mùi nó hơi già dặn. Do vậy là đối với mình thì mình cảm thấy rằng nó không hợp, quá hợp với cái style của mình. Nếu như các anh em nào mà điềm đạm là một và trầm tính thì chai nước hoa này rất là hợp. Còn đối với mình, nó không quá là hợp với style của mình. Do vậy, sau khi mà hết thì cũng thôi, chia tay nhau từ đây. Và cuối cùng là một sản phẩm của nhà Le Labo. Đây nhưng không phải là Rose 31 trên tay của mình, mà là Santa Barbara. Nó quá là nồng, nó quá đậm mùi gỗ, và do đó mình cảm thấy mùi hương của nó, thật ra là mình đôi khi mình xịt mình cảm thấy nó hơi, gọi là cái kiểu tông mùi nó không biến chuyển không nhiều và nó hơi đơn điệu. Đối với mình cảm thấy như thế, cho nên là chai này thì bởi vì Santa Barbara mình đang cho mượn, cho nên là mình sẽ không quyết định mua chai hoa này lại sau khi mà dùng hết. Sẽ có nhiều chai gỗ mình nghĩ là sẽ ngon hơn Santa Barbara. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ với các anh em 10 chai hoa và mình sẽ không mua lại sau khi mà mình dùng hết. Rất hy vọng các anh em có thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.